Xin chào các bác. Đoạn video hôm nay em xin giới thiệu các bác một vị thuốc quý, đó là cây đuôi chuột khô các bác nhé, hay là còn gọi là cây mạch lạc khô. Bên em thì chuyên cung cấp cái cây đuôi chuột này và các cây thuốc rừng, như các loại cây thuốc như an xoa, cà gai leo, mật nhân, xạ đen, rồi đinh năng, chè dây, chè dung các loại, và các đặc sản núi rừng như ba kích, sâm cao, ngọc cẩu, dâm dương hoắc, dùng tung dung, bọ cạp, tắc kè, cá ngựa, bổ củi, sâu chít, mối chúa, vân vân. Các bác cần loại nào thì liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc qua đường bưu điện đến nơi các bác kiểm tra hàng, thanh toán thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái tác dụng của cái cây mạch lạc này, hay còn gọi là cây đuôi chuột. Loại này thì các bác có tác dụng là điều trị ho này, rất là tốt các bác nhé, rồi điều trị hở van tim này, viêm đường tiết niệu này, và loại tiểu. Tác dụng tiếp theo là điều trị tiêu chảy tiết nị này, điều trị ho viêm họng này, giảm mụn nhọt này, và trị viêm nhiễm ngoài da này, tẩy giun sán này, điều trị đau mắt này, hạ đường huyết và điều trị bệnh tiểu đường type 2. Loại này thì các bác có thể nấu nước, hoặc là nhiều người thì cũng ngâm rượu các bác nhé. Đó. Nấu nước thì các bác sử dụng khoảng 3 đến 50 gram một ngày dưới dạng cái loại khô này. Loại này nó là cây thân cao khoảng tầm 1,5 m đổ lại các bác nhé. Rất nhiều tác dụng điều trị ho rất là tốt. Bên em thì có nhiều loại điều trị ho như kha tử này, rồi hoa đu đủ đực này, đủ các loại. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ cho em. Các bác nấu nước khoảng 3 đến 50 gram, rồi nấu với khoảng lít đến 1 lít 2 nước, đun sôi khoảng 2 đến 30 phút, nhỏ lửa. Sau đó là lấy nước dùng trong ngày. Loại này thì nó được mọc hoang trên khắp các tỉnh nước ta. Các bác kiếm được thì kiếm, mà nếu các bác không kiếm được thì nếu có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em. Bên em có giao hàng toàn quốc qua đường bưu điện hoặc là đường Viettel Post đến nơi các bác lấy hàng, thanh toán tiền thôi. Sử dụng, còn ngoài ra thì mình có thể ngâm rượu, thì 1 kg mình ngâm khoảng tầm 5 lít rượu, 5 đến 6 lít rượu, và sau khoảng tầm 40 ngày là dùng được. Mỗi bữa dùng 1 đến 2 ly nhỏ. Các bác cần thì cây đuôi chuột này thì vui lòng liên hệ cho em. Đuôi chuột hay còn gọi là mạch lạc, cây mạch lạc. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.